Triệu Lâm Channel xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm trồng cây ăn quả theo cách riêng của tôi tại vườn nhà như sau. Mong muốn chia sẻ vì vườn cây của tôi nó khác với các vườn trồng cây ăn quả khác là thường trồng trên nền đất, trên đồi hay trên núi. Vườn cây của tôi hiện tại như quý vị đang thấy được trồng trên nền nhà cũ, tức là trên nền vật liệu cũ gồm gạch, vôi, vữa. Vị trí mà tôi đang đứng là lối cổng vào ngang với nền đường đi. Và đây là cái nền sân lát gạch cũng ngang với nền mặt đường. Những cây mà quý vị thấy tôi đang trồng ở đây đều là nằm trên nền vật liệu được phá dỡ từ ngôi nhà cũ. Lúc đầu thì tôi cứ để đất trống như vậy. Nhưng sau một thời gian thấy cây cỏ mọc tùm rất là xanh tốt, nên tôi quyết định trồng một ít cây để hạn chế cỏ mọc. Sau khi xác định được vị trí từng loại cây trồng, thì tôi tiến hành xác định vị trí mình định trồng các loại cây, đào những hố nhỏ rộng và sâu khoảng 30-50cm. Tôi nhặt hết những viên gạch lớn để sang bên cạnh, còn gạch vụn thì cỡ nắm tay thì cứ để nguyên đó. Sau đó tôi cho vào mỗi hố khoảng 1/3-1/4 túi đựng cám con cò, loại đất phù sa trộn lẫn với vỏ trấu và sơ dừa. Thời điểm mà tôi tiến hành trồng cây thì đã chuẩn bị vào hè, tức là đã có một số cơn mưa rào. Tuy nhiên sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây nên trong tháng đầu hầu như ngày nào tôi cũng tưới nước. Sau khoảng 6 tháng thì tôi bắt đầu bón phân, một năm bón 1-2 lần. Tôi mua loại phân tổng hợp NPK, tức là gọi là phân 3 màu, bón quanh gốc sau khi trời mưa, bón cách thân cây khoảng 20cm. Bón sau khi trời mưa để tránh hiện tượng cây bị nóng. Như các quý vị thấy ở đây thì tôi có trồng mít giống Thái này, mít giống Mã Lai, tức là giống mít ruột đỏ, rồi mít ta, xoài, ổi và một số loại cây khác. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị về cách trồng cây mít. Khi cây đã được khoảng 10 tháng và đạt chiều cao khoảng 2 mét thì tôi bắt đầu tiến hành cắt ngọn và tỉa bớt cành để kích thích ra quả. Mục đích cắt ngọn là để cho cây không phát triển quá cao, khó khăn trong việc thu hoạch quả. Khi tỉa cành thì chúng ta lưu ý là cắt tỉa những cành đực, tức là những cái cành nhỏ lõm vào trong thân cây. Còn những cành to, cành lồi ra, gọi là cành cái thì ta để lại. Vì những cành đực, đấy, cành nhỏ như này ấy, thì khi nó ra quả, với mỗi quả mít thì nó trung bình nặng từ 5-10 cân. Đấy, thì những cái cành nhỏ nó không chịu được, nó sẽ bị gãy. Còn những cành to, cành cái thì nó mới chịu được sức nặng của quả. Khi cắt tỉa cành thì quý vị lưu ý là cắt tỉa vào những ngày nắng to hoặc là những ngày mưa rào để tránh hiện tượng cây bị xì mủ. Khi cắt cành thì cách thân cây khoảng 8-10 phân. Để khi cái cành khô này nó rụng đi thì nó sẽ không bị lõm vào trong thân cây. Đấy, tránh hiện tượng tạo thành vết sẹo. Này, như những cái vết cắt này thì sau này những cái cành này, cành đực này mình cắt hết đi. Đấy, để lại những cành cái, những cái cành lồi ra như thế này. Đấy, cành lớn thì nó sẽ chịu được sức nặng của quả khi quả lớn. Đấy, như cây mít giống Thái đây thì quý vị thấy là những cái quả nó rất thấp. Đấy, đứng ở dưới gốc là có thể chạm tay vào quả. Đấy, như cây này thì năm thứ tư. Đấy, thân cây thì nó mới chỉ được lớn hơn chai nước một chút. Cái cành cái thì đây. Đấy, như quý vị thấy thì cái đầu cành nó chỉ to bằng cái nút chai nước La Vi thôi. Đấy, và mỗi cái quả đây nó trung bình từ 6-8 cân. Và do sợ nặng nó gãy nên tôi đã phải treo cái cành cây
lên bằng một sợi dây. Đấy, và quý vị lưu ý thì thường cây mít Thái thì đến năm thứ 2 là nó sẽ bắt đầu cho quả rồi. Nhưng mà cái lứa quả đầu tiên thì nó hay bị sơ đen, tức là sơ lấm tấm đen. Thì đa phần là mọi người là cắt bỏ đi, không lấy cái lứa quả đầu tiên này, để cho quả to và không bị ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Thì năm đầu ta nên để khoảng 2 quả. Sau năm quả thứ 2 ta để 4 quả, năm thứ 3 để 6 quả và cứ tăng dần lên. Lưu ý khi cắt tỉa thì ta nên cắt tỉa những cái quả có kích thước khác nhau, để lại những quả có kích thước khác nhau, để trong cùng một thời điểm cây không mất quá nhiều dinh dưỡng để nuôi quả. Đây, như quý vị thấy là những cái quả mà cái cuống quả mà nó nằm sát đất như này, mà quả nó nằm hoàn toàn trên mặt đất này, thì những quả này là thường nó hay bị sơ đen. Đấy, nó không đẹp. Ăn thì nó vẫn bình thường, nhưng mà bổ ra thì nó không hấp dẫn. Đấy, những quả này nó nằm thấp lắm. Đấy, nó sát mặt đất và quả nó phải nằm trên mặt đất luôn. Đấy, như cái cây này nó nhỏ như này đấy, nhưng mà quả nó ra nó chủ yếu nằm ở trong thân. Đấy, đây là những cái cuống quả sau khi đã thu hoạch rồi, còn lại như này thì mình cứ để dài dài như này, không nên cắt sát quá, thì một thời gian sau nó sẽ khô. Đấy, như quả này là thu hoạch năm ngoái này, nó sẽ khô và nó sẽ rụng đi. Đấy, mình mà cắt sát quá thì nó sẽ bị lõm vào trong thân cây và nó sẽ bị thối, hay bị hiện tượng xì mù. Trên đây là chút kinh nghiệm trồng cây mít của tôi. Hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo với các loại cây như xoài, cóc, ổi, vân vân. Nếu quý vị thấy hài lòng, xin nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Triệu Lâm Channel. Trân trọng cảm ơn.